Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về tiểu sử của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và một ngày nọ ở Medina, Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã thông báo với sahabat của người rằng người đã nằm mơ thấy được rằng mình cùng với những người Muslimin được đi vào Masjid Haram một cách bằng an và bình yên. Và trong họ có người cạo đầu và có người đã hớt tóc. Đó là dấu hiệu của những người hành hương Umrah. Thì Nabi đã loan báo cho cái tin mừng đó, làm cho tất cả Sahaba mừng rỡ rằng họ sẽ có cơ hội trở về Mecca để mà làm Umrah. La tadkhulanna al-masjid al-haram insha Allahu aminina muhalliqina ru'usahum wa muqassirin la yakhafun. Là các ngươi, tức Nabi với tất cả sahabat của Nabi sallallahu alaihi wasallam, bước vào Masjid al-Haram insha Allah thật an toàn, không chút sợ hãi trong các ngươi đã cạo đầu và hớt tóc sau khi đã hoàn thành xong Umrah. Thì cái điều này, cái tin này là một cái tin rất mừng dành cho những người Muslimin, đặc biệt là những người Muhajirin, những người di cư từ Mecca đến Madinah. Họ đã rất là lâu và cái niềm khao khát và ước mơ mong muốn được trở về cố hương để mà thăm viếng. Và là những người Muslimin tất cả họ đồng có ước muốn muốn được đến Mecca để mà hành hương Umrah. Thì đây là cơ hội và đây là một cái tin mừng rất lớn dành cho họ. Thì Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã thông báo rằng người có ý định làm ông đó, và tất cả mọi người đã tập trung cùng với Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam. Thì người đã rời khỏi Matina hướng đến Mecca trên người mặc ihram và mang theo những con vật để mà giết tế và gắn trên chúng những cái biểu hiệu rằng đó là những con vật giết tế. Và Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam không cho mọi người mang theo bất cứ vũ khí nào ngoại trừ những người đi trên con vật cởi vũ khí được máng lên trên nó mà thôi. Và không có bất cứ cái biểu hiệu nào rằng Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam muốn tấn công Mecca cả, mà mục đích chủ yếu trong lần đi này là người muốn thực hiện Umrah. Thì người đã rời khỏi Medina vào ngày thứ 2 tháng Dhul-Qa'dah năm thứ 6 Hijri cùng với 1.400 sahaba dân Muhajirin và Ansar, và cùng với tất cả con vật giết tế cù lạc đà mà họ có thể đem theo giết tế. Khi họ đi đến một cái vị trí được gọi là Usfan, thì lúc này một người đàn ông thuộc dân Khaza'a đến báo với Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam rằng Quraysh đã cho người chặn đường, không cho Thiên sứ cũng như mọi người đi vào Mecca. Thì lúc này Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới hỏi ý với mọi người chúng ta cần phải làm như thế nào. Thì lúc này ông Abu Bakr lên tiếng: thưa Thiên sứ của Allah, Allah và Thiên sứ của Ngài hiểu rõ tất cả. Chúng ta đến đây không phải mục đích gì chiến đấu hay là đánh nhau, mà chúng ta đến đây là vì làm Umrah. Nếu như ai đó có muốn sự ngăn cản giữa chúng ta với ngôi đền Kaaba dưới Baitul Haram thì chúng ta sẽ không ngại gì mà đánh chung. Thì ý kiến này làm cho Nabi chấp nhận, và Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam bắt đầu tiếp tục cuộc đi. Nhưng mà Nabi không đi cái hướng như thường lệ hay là cái hướng đường chính, mà Nabi chuyển sang một cái hướng khác mà đi. Thì lúc này ông Khalid bin Walid, ông ta cùng với một đoàn quân 200 nhân mã theo dõi Nabi sallallahu alaihi wa sallam từ đằng xa và tìm cách để mà đánh úp Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nhưng lúc này Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống cho họ, những người Muslimin, cách hành lễ salah trong lúc chúng ta đang hành quân, nghĩa là hành lễ salah trong lúc chúng ta đang sợ bị địch tấn công. Thì ông Khalid đã mất đi cơ hội, tại vì trước đó ở giờ Dhuhr ông ta thấy Thiên sứ cùng với mọi người đã đứng hành lễ salah, tất cả họ đều cùng chung một cái động tác là rù cúa, quỳ lại và sujud. Cho nên ông ta đã không kịp tấn công lúc đó, thì ông ta chờ nếu như đến cái lần lễ salat kế tiếp thì trong lúc mọi người hành lễ salat ông ta sẽ tấn công một cách bất ngờ. Nhưng Allah đã thiên khải xuống cái hành lễ salat trong lúc chúng ta hành quân hay là sợ bị địch tấn công, thì làm cho ông Khalid bin Walid
mất đi cơ hội tấn công những người Muslimin ở lúc đó. Thì khi đến cái nơi gần Hudaybiyah thì con lựa lạc đà mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cởi, nó tên là Qaswa, nó không chịu đi, nó nằm xuống. Thì lúc này mọi người mới nói rồi, con lạc đà này nó đã không muốn đi rồi. Thì thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói không, không phải là nó không muốn đi, mà là nó đã bị đấng đã giữ lại cái đoàn quân cởi voi trước đây tại vị trí này đã giữ nó lại rồi. Nghĩa là đó là cái vị trí mà ông Abraha trước đây đã cởi đàn voi qua để mà tấn công Kaaba, đã đến ngay cái vị trí này đã dừng lại, bị Allah Subhanahu wa ta'ala giữ chân chúng lại không cho chúng qua khu vực đó. Thì nay con Qaswa của Nabi cũng đã bị tương tự. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã giật dây con lạc đà của người, và sau đó nó cũng tiếp tục đi. Thì khi đi đến Hudaybiyah thì người dừng chân và cho đóng quân tạm ở vị trí đó. Thì tại Hudaybiyah này, lúc này mọi người đến báo với thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam rằng chúng ta đã cạn nước, chúng ta sẽ chết nếu như không tìm được nguồn nước vào lúc này. Thì thiên sứ hỏi gì chứ trong các ngươi còn nước hay không. Thì mọi người mang đến cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam một bầu nước cuối cùng, và mọi người nói đây là bầu nước, không còn bầu nước nào ngoài bầu nước này. Và người đã đặt hai bàn tay cao quý của người vào trong cái chậu nước đó. Thì lập tức Allah Subhanahu wa ta'ala cho nước trong đó nó tràn ra. Thì mọi người đã lấy vật dụng và lấy mọi thứ để mà hứng nước đó, và tất cả mọi người đều uống no, và súc vật đi cùng với họ được uống no, và tất cả nước đó nó vẫn còn chứa lại đầy tất cả mọi bình chứa mà họ có thể mang theo. Bên Quraysh đã cử người đến gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam để mà báo về những cái ý muốn mà họ muốn. Thì các người được cử đến là ông Budel bin Warqa thuộc người dân tộc thuộc bộ lạc Khazai. Thì ông ta mới đến gặp Nabi cùng với một số người trong nhóm. Thì đến gặp ông ta đã khuyên thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam hãy trở về đi. Quraysh đã không cho mọi người đến đi vào Mecca, và y đã ngăn cản. Nếu như mọi người đến thì chắc chắn rằng sẽ không có được đến nơi gì tội nguyện của các người đâu. Thì thiên sứ mới trả lời với ông ta: chúng tôi đến đây không phải mục đích gì đánh nhau, mà chúng tôi đến đây để mà gì làm ông đó. Và chúng tôi sẵn sàng ký kết nghị hòa nếu như Quraysh muốn. Và nếu như Quraysh không muốn, ngoại trừ muốn đánh nhau, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp ứng. Và cho dù đầu của tôi có rời khỏi cổ, hoặc cho đến khi Allah Subhanahu wa ta'ala ban cái lệnh xuống, thì Nabi đã không sợ nếu như tụi Quraysh có tấn công đánh người. Thì ông Budel trở về báo cho Quraysh biết sự việc. Rồi sau đó Quraysh mới gửi những người sứ giả khác là ông Hulais bin Mukrit đến gặp thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Nhưng cả hai người họ, hay là hai lần gửi sau đó, đều bị thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam nói cho họ biết rằng người sẵn sàng đi đến nghị hòa nếu như Quraysh muốn. Còn nếu không, Quraysh chỉ muốn có đánh nhau, thì thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam không ngại gì mà tiếp ứng với họ, và người nhất quyết phải đi đến Mecca. Thì hai người đàn ông đó cũng trở về báo cho Quraysh về ý định của thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Sau đó Quraysh gửi đến một người khác, thì người đó tên là Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Khi ông ta đến gặp thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam thì ông ta nói: này Muhammad, ta chưa từng thấy ai giống như ngươi cả. Ngươi hãy xem coi trong lịch sử Ả Rập có ai đời nào là đi đánh dòng họ của mình hay không. Chỉ có ngoại nhà ngươi thôi đó, hỏi Muhammad. Còn nếu như ngươi có thật sự muốn đánh nhau đó, thì ta tin rằng những cái người đi xung quanh ngươi nè, chắc chắn rằng bọn họ sẽ bỏ mặt nhà ngươi nếu như ngươi có đánh nhau. Thì cái lời lẽ đó làm cho ông Abu Bakr nổi giận. Abu Bakr nói: này Urwah, mày tưởng rằng bọn tao sẽ bỏ mặt thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam à? Bọn mày không nhớ rằng ở trận Bích Đợt điều gì đã xảy ra, và ở Uhud, và ở Khandaq, chẳng lẽ là bọn tao là những người nhát gan bỏ chạy hay sao? Chẳng lẽ mày không còn nhớ những cái điều đã xảy ra sao hả Urwah? Cái lời lẽ đó làm cho ông Urwah câm miệng. Nhưng trong lúc thời gian ông Urwah nói chuyện với thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam, ông ta lại tỏ vẻ hơi hóng hách, và ông ta đã cầm râu của thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Nhưng mỗi lần ông đưa tay lên cầm râu của thiên sứ, thì một khi đó bin Shu'bah là người cháu ruột của ông ta, là cháu ruột của ông Urwah, ông ta đã theo Islam,
thì Mughira đã cầm kiếm đánh vào tay của ông Urwa. Thì cứ mỗi lần ông ta đưa tay lên nắm râu của Nabi thì đều bị ông Mughira bin Shu'ba đánh cái tay ông ta xuống. Thì ông ta hỏi đó là tên nào vậy? Thì mới nói con chính là Mughira đây. Thì lúc này ông Urwa thấy rằng ông ta đã không thể nào ngăn cản được thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trở về, thì ông ta buộc phải quay trở về nói với Quraysh. Ông ta nói: này Quraysh, rằng tôi đã từng đi diện kiến vua Ba Tư, vua Hy Lạp hay là vua Ethiopia. Tôi chưa từng thấy bất cứ một vị vua nào được dân chúng của mình tôn trọng họ giống như những người bên cạnh Muhammad tôn trọng Muhammad vậy. Nếu như Muhammad có bảo họ làm bất cứ gì thì họ liền tranh thủ nhau để mà làm cho được cái chuyện đó. Và nếu như Muhammad nói chuyện trong họ thì tất cả họ đều yên lặng và lắng nghe. Và khi họ nói chuyện với Muhammad thì họ nói chuyện bằng cái giọng rất là nhẹ nhàng. Và nếu như Muhammad có lấy nước wudu mà những cái giọt nước rơi ra đó, thì họ tranh giành nhau mà lấy. Thậm chí rằng nước bọt mà Muhammad phun ra thì họ cũng đưa tay ra hứng. Thì ta tin rằng các ngươi hãy để cho Muhammad nói đi vào làm Umrah đi. Thì Quraysh mới nói: ngươi hãy yên ngồi yên ly hỏi Urwa, ngươi chỉ là một tên Ả Rập du mục không biết được kế sách của đánh nhau là gì. Quraysh nó đã không đồng ý cho thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đi vào và nó quyết ngăn chặn. Thì lúc này bên Quraysh có một đám thanh niên khoảng 70 người đến 80 người. Bọn họ không đồng ý cho Quraysh ký hiệp ước nghị hòa với bên Muslimin, cho nên họ đã tập trung nhân lực và bọc hậu tính đánh phía sau Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nhưng ông Muhammad bin Maslama là người đã bảo vệ cái cánh hậu cho thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, đã kịp ngăn chặn và bắt được 70 thanh niên đó của Quraysh mang đến trình Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và thì già Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nhân từ và rộng lượng tha thứ hết cho họ. Và cái điều này cũng được Allah Subhanahu wa ta'ala phán bảo trong thiên kinh Quran: "Wa huwal ladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkata min ba'di an afarakum 'alayhim." Ngài là đấng đã giữ tay của họ lại và cả tay của ngươi không cho hai bên đánh nhau tại thung lũng Mecca sau khi Ngài đã làm cho các ngươi chiến thắng họ. Thì cái điều này, cái sự rộng lượng là vì đã tha thứ phóng thích 70 người của họ và bắt dính 70 người của họ phóng thích đó, làm cho Quraysh nó có cái sự hơi lo sợ trong lòng. Và lúc này họ nghiêng nhiều hơn về cái mặt muốn nghị hòa hơn. Do về phần của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam, người cử ông Uthman bin Affan đi đến gặp Quraysh để mà bàn về vấn đề nghị hòa với Quraysh. Thì ông Affan là một người có tiếng ở Mecca và dòng họ của ông ta vẫn còn ở đó, cho nên ông ta sẽ đến Mecca sẽ bình an, không ai dám đụng chạm đến ông ta. Thì sau khi Uthman đến Mecca thì được dân của ông ta hỗ trợ, người tức là những người trong dòng họ của ông Uthman hỗ trợ và dắt ông ta đi vào Mecca. Thì ông ta mọi người mới nói: này Uthman, nếu như ông muốn thì hãy tự mình đi tawaf Ka'bah trước đi. Thì Uthman mới nói: không, ta sẽ không bao giờ tawaf trước thiên sứ sallallahu alaihi wasallam. Nếu tawaf thì người và ta sẽ tawaf cùng, còn nếu không thì ta sẽ không bao giờ tawaf. Thì Quraysh nó muốn ở lại, muốn giữ ông Uthman bin Affan ở lại để mà bàn bạc với nó về vấn đề nghị hòa. Thì ông Uthman được giữ lại đó với thời gian hơi lâu hơn dự kiến của mọi người, cho nên làm cho một tiếng đồn không đúng rằng ông Uthman bin Affan đã bị Quraysh giết chết. Nghe được tin này, thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nổi giận. Người nói: tại sao bọn họ dám giết sứ giả ta cự đi, trong khi ta đã rất tôn trọng và đối xử rất đàng hoàng với những sứ giả mà họ đã gửi đến. Nếu như họ đã làm thế thì ta xin thề ta sẽ không bao giờ rời khỏi vị trí này cho đến khi nào ta tấn công và đánh đập tan bọn người Quraysh. Và lúc này thiên sứ sallallahu alaihi wasallam bắt đầu kêu gọi mọi người thề ước với người là cùng nhau đánh mặt dân mặt cá để mà trả thù cho Uthman. Thì tất cả họ lúc này tập trung dưới một cái gốc cây sau này được gọi là cây Ridwan.
và từng người trong số họ đã đưa tay bắt tay với thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam rằng họ sẽ chết để mà trả thù cho Uthman bin Affan. Và từng người trong họ đã đến bắt tay với Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Có ông Salama, ông ta đã bắt tay với thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đến 3 lần, quyết ông ta sẽ hy sinh trong lần này. Còn khi nhắc về Uthman thì thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay còn lại và người nói đây là lời giao ước của Uthman. Thì cái việc làm của họ dưới cái tàn cây tại Hudaybiyah đó được Allah subhanahu wa ta'ala khen ngợi và hài lòng cho cái hành động xả thân hy sinh của họ để bảo vệ chân lý của Ngài. Như Allah subhanahu wa ta'ala phán: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Chắc chắn Allah đã hài lòng với những người có đức tin khi họ tuyên thệ trung thành với người Muhammad dưới tàn cây Ridwan tại Hudaybiyah. Ngài biết rõ điều nằm trong lòng của họ, cho nên Ngài gieo vào lòng họ sự điềm tĩnh và Ngài hứa ban cho họ một cuộc thắng lợi gần kề. Thì cái điều này Allah đã hài lòng cho những cái hành động của những người mu'minin, họ đã quyết sinh tử để mà bảo vệ chân lý và tôn giáo Islam của Ngài. Nhưng sau đó Uthman ông ta lại trở về bình an, làm cho mọi người tất cả đều phấn khởi và vui vẻ. Thì cũng trong khoảng thời gian Uthman đến thì Quraysh nó đã cử ông Suhail bin Amr đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam để bàn cái việc nghi quà. Lúc này Quraysh đồng ý nghi quà. Thì khi đến gặp Nabi thì ông Suhail mới nói: này Muhammad, bọn ta muốn nghi quà với ngươi, nhưng nghi quà đó bọn ta sẽ đưa ra 4 điều khoản. Nếu ngươi chấp nhận 4 điều khoản này thì chúng ta sẽ ký kết nghị hòa, còn nếu không chúng ta không đồng ý. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới mời ông ta hãy đọc cái nghị hòa đó. Cái điều thứ nhất của bản nghị hòa là: năm nay thiên sứ sallallahu alaihi wasallam cùng với tất cả những muslimin phải trở về không làm umrah trong năm nay, nhưng hứa sang năm sẽ bù lại cho họ được vô Makkah làm umrah như ý của họ muốn. Và tuy nhiên khi đi không được đem bất cứ vũ khí nào bên người ngoại trừ những cái vũ khí được để trong bao và được treo trên những con vật cởi. Nhưng họ được ở phép ở Makkah trong thời gian 3 ngày. Điều kiện thứ hai là giữa đôi bên Quraysh và bên Muslimin sẽ ngừng chiến tranh trong thời gian 10 năm. Thứ ba là bất cứ ai, bất cứ bộ lạc nào ký tên đi theo phe của Muhammad thì họ được tội nguyện theo phe của Muhammad, và ai muốn đi theo phe của Quraysh thì họ được tự do đi theo phe của Quraysh. Đó là 3 điều kiện được Nabi cùng với tất cả mọi người đồng ý. Tới điều kiện thứ tư, hay là tới cái bản nghị, tới cái nghị hòa thứ tư, ông Suhaim nói tiếp: thứ tư là tất cả ai từ bên phe Muslim mà trốn sang phe của Quraysh thì bên Quraysh không trả người trở về cho phe Muslim. Nhưng những người nào bên phe của Quraysh có trốn khỏi nhóm Quraysh chưa được lệnh của bên Quraysh mà họ đi qua bên phe của Muslim thì bắt buộc phe người Muslim phải trả người đó trở về. Thì cái điều này làm cho Sahabat không đồng ý, nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam đồng ý. Nabi hứa. Chúng ta thấy cái điều kiện này nó có bất lợi cho những người Muslimin, nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam hiểu được sự việc xảy ra đó như thế nào và người đồng ý. Và cả hai đồng viết một cái nghị hòa giống như vừa nói. Thì Nabi đã bảo Ali bin Abi Talib ghi là Bismillahirrahmanirrahim. Thì ông Suhaim mới nói: ta không biết ai là đấng Ar-Rahman và Ar-Rahim ta, mà ngươi hãy viết rằng Bismikallahumma. Thì Nabi sallam nói: hãy viết theo y đi hỡi Ali, Bismikallahumma. Và Nabi nói: từ Muhammad thiên sứ của Allah. Thì ông Suhaim cản lại: nó không, nếu như bọn ta công nhận ngươi là thiên sứ của Allah là bọn ta đã không cản ngươi đi vào Makkah rồi và không đánh nhau với ngươi rồi. Không, ngươi hãy viết rằng Muhammad con trai của Abdullah. Ông Ali lúc này mới lên tiếng: ta quyết sẽ không bao giờ bôi Muhammad là thiên sứ của Allah. Ngươi chắc chắn ngươi chính là thiên sứ của Allah. Thì Nabi Sallam mới nói: này Ali, ngươi hãy bôi. Nhưng ông ta đã không đồng ý bôi. Thì Nabi Sallam mới nói: này Ali, hãy chỉ cho ta xem đâu là câu thiên sứ của Allah. Thì subhanallah, Ali đã chỉ cho Nabi, chính tay người đã gạch bỏ đi cái câu, cái từ
thiên sứ của Allah mà ghi rằng Muhammad con trai của Abdullah và cái bản nghị hòa được ghi xong. Thì ngay cái lúc bản nghị hòa ký kết thì một người đàn ông là Abu Jandal, là con trai của ông Suhail, lúc này nhào tới và ông ta đi đến giữa những người Muslimin và ông Suhail. Ông ta mới nói này, những người Muslimin, mọi người hãy cứu tôi, mọi người hãy cứu tôi đã vào Islam, ấy cho tôi theo mọi người trở về Madinah. Thì lúc này Suhail mới nói này, Muhammad, đây là cái người đầu tiên ta muốn ngươi phải thực hiện đúng cái hiệp ước này, rằng phải trả nó về cho ta. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã khuyên Abu Jandal hãy trở về cùng với cha của mình đi, hãy trở về Mecca đi. Nhưng Abu Jandal ông ta không đồng ý, ông ta nhất quyết phải muốn đi theo. Và Nabi đã khuyên rất là nhiều lời. Thì Umar đã đi đến Abu Jandal mới nói này, Abu Jandal, chúng ta là những người Muslimin, rồi Allah sẽ cho chúng ta cái chiến thắng, một sự chiến thắng vinh quang. Nhưng giờ anh hãy cố gắng mà chịu đựng, trở về với họ đi. Thì ông Abu Jandal đã bị trả trở lại cho những người Quraysh. Và sau đó bên phe của ông Suhail cũng đã rút trở về Mecca. Thì lúc này Nabi sallallahu alaihi wa sallam bảo mọi người, bây giờ chúng ta sẽ không đi làm Umrah trong năm nay. Mọi người hãy cạo đầu và cắt cổ con giết con vật mà chúng ta đã đem theo đi giết tế Allah đi. Nhưng tất cả mọi người không đồng ý. Họ hy vọng rằng Allah sẽ thiên khải xuống cho họ một cái điều lệnh gì đó, rằng sẽ thay đổi ý định rằng chúng ta sẽ không đi trở về trong lần này. Nhưng Nabi đã ra lệnh cho họ hãy cạo đầu và hãy cắt cổ con vật giết tế. Nhưng tất cả họ không ai đồng ý cả. Bà Ummu Salamah, vợ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, mới gợi ý, nói Nabi hãy là người đầu tiên cạo đầu đi và hãy cắt cổ con vật giết tế sau đó đi, thì tất cả mọi người sẽ làm theo thôi. Thì thiên sứ đã cạo đầu và cắt cổ, và tất cả sahaba thấy thiên sứ làm thì họ cũng đã làm theo người sau đó. Sau khi trở về Emantina, tất cả mọi người đều buồn và họ đã cảm thấy không hài lòng cho cái hiệp ước, cái bản nghị hòa mà chúng ta đã ký kết với những người Quraysh, tại vì trong đó nó có sự bất công đối với người Muslimin. Thì lúc này ông Umar, ông ta đến gặp thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, ông ta mới thể hiện sự bực tức của mình. Và ông ta mới nói, thưa thiên sứ của Allah, chẳng phải chúng ta là những người trên chân lý, còn họ là những người sai trái hay sao? Thiên sứ nói, đúng vậy. Và ông nói, vậy nếu như cái chết của chúng ta đó sẽ được Allah cho thiên đàng, và cái chết của họ sẽ bị dài vào quả ngục, không phải như thế sao? Thì Nabi nói, đúng rồi, như thế. Và ông ta nói, thưa thiên sứ của Allah, tại sao chúng ta lại phải đưa dân hiến cho họ cái trần gian này, và chúng ta phải trở về trong sự nhục nhã như thế này, chúng ta phải chịu hẹp như thế này hả thiên sứ của Allah? Thì thiên sứ của Allah mới nói, này Umar, này con trai Khattab, ta là thiên sứ của Allah, ta không dám cãi lời lệnh của Ngài, bởi Ngài là đấng phù hộ cho ta chiến thắng, ta không thể nào nghịch lại lời mà Ngài đã phán. Thì cái lời lẽ đó làm cho Umar đến không hài lòng, và ông ta chỉ yên lặng và bỏ đi rời khỏi thiên sứ sallallahu alaihi wasallam. Ông ta tìm đến Abu Bakr, thì ông ta nói lời lẽ giống như ông ta đã hỏi thiên sứ, thì Abu Bakr cũng đã trả lời ông ta giống hệt như thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trả lời. Sau đó Abu Bakr mới nói với Umar, này Umar, anh hãy bám sát theo lệnh của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam cho đến ngày chết. Tôi xin thề với Allah rằng người là ở trên chân lý, người bảo chúng ta làm sao, chúng ta hãy chỉ biết thực hiện và tuân lệnh người mà thôi. Thì sau đó Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống một cái đoạn kinh, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Rõ thật ta Allah đã ban cho ngươi hỡi thiên sứ một thắng lợi rõ rệt. Allah đã ban cho thiên sứ một thắng lợi rõ rệt, nghĩa là cái bản nghị hòa Hudaybiyah đó không phải là sự thất bại hay là một sự bất công đối với người Muslimin, ngược lại đó là một chiến thắng vẻ vang mà Allah đã ban cho người Muslimin, đó là một thắng lợi. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái thắng lợi đó như thế nào.
Câu thứ hai, Allah Ta'ala phán: để Ngài tha thứ cho ngươi mọi tội lỗi mà ngươi đã phạm trước đây và luôn cả mọi lỗi lầm sau này, rồi Ngài tiếp tục ban ân huệ của Ngài cho ngươi và hướng dẫn ngươi đến với con đường ngay chánh, và Ngài phù hộ cho ngươi đến với một thắng lợi dễ dàng. Cái đoạn kinh đó được thiên khải thì là bị báo cho Sahaba, thì tất cả họ đều mừng rỡ và mừng vui rằng họ sẽ được chiến thắng, và đó là một sự chiến thắng mà Allah Ta'ala ban cho họ ở Hudaybiyah. Thì lúc này họ rất là mừng về cái lời mặc khải của Allah Subhanahu wa ta'ala. Riêng ông Umar, ông ta nói: tôi đã rất ăn năn và hối hận cho lời lẽ tôi đã nói với thiên sứ của người, và tôi đã bố thí rất nhiều và đã nhịn cha rất nhiều cho suốt cuộc đời còn lại của tôi. Mong rằng Allah tha thứ cho tôi về cái điều mà tôi đã nói với thiên sứ sau lần nghỉ hòa Hudaybiyah. Sau đó, phụ nữ có đức tin từ Mecca họ di cư đến Madina gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì Nabi đã giữ họ lại và Nabi đã không đuổi họ về. Tại vì Nabi nói: chúng ta những người Muslimin đã nghỉ hòa tại Hudaybiyah đó là dành cho đàn ông, chúng ta không nói đến phụ nữ. Thì những người phụ nữ này họ không nằm trong cái bản nghị hòa đó, thì khi họ đến đây thì chúng ta giữ họ lại, không đuổi họ trở về quê hương Mecca của họ. Thì lúc này Allah Subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống một cái đoạn kinh phán về cách ứng xử với những người phụ nữ Muhajirin, những người phụ nữ di cư từ Mecca đến bên Madina để mà tị nạn. Allah phán: Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtanihuhun Allahu a'lamu bi'imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Họ những người có đức tin, khi những người phụ nữ có đức tin di cư đến tị nạn với các ngươi tại Madina, các ngươi hãy kiểm tra đức tin của các nữ, nhưng Allah biết rõ đức tin của các nữ rồi. Một khi các ngươi biết rõ chắc chắn rằng các nữ là những người đã tin tưởng, thì chớ trả các nữ về cho những người vô đức tin ở Mecca. Các nữ đã không còn là những người vợ hợp pháp của bọn họ, tức là những người chồng của vô đức tin ở Mecca, và họ, những người chồng đó cũng không phải là những người chồng hợp pháp của các nữ nữa rồi. Thì đó là cái việc Allah Ta'ala đã bảo những người Muslimin hãy giữ những người phụ nữ đã di cư từ Mecca đến Madina, và không cho phép chúng ta, những người Muslimin, đuổi họ ngược trở về Mecca. Sau đó, có một người của dân Mecca là Abu Basir, ông ta đã trốn từ Mecca đi đến Madina gặp mọi người để mà đoàn tụ những người Muslimin ở Madina. Thì Quraysh đã cử hai người đàn ông đến gặp Nabi để mà đòi lại Abu Basir, tại vì cái nghị hòa là phải trả những ai trốn từ Mecca đến Madina. Thì Nabi đã bảo mọi người giao nộp ông Abu Basir trả lại cho hai người của Quraysh. Thì ông Abu Basir cùng với hai người đàn ông đó trở về Mecca. Thì trên đường về, ông Abu Basir đã nhân cơ hội giết chết một người trong hai người đó. Còn người kia quay trở về Nabi sallallahu alaihi wasallam Madina, ông ta nói: này Muhammad, hãy cứu ta, hãy cứu ta, bạn của ta đã bị bạn của ông giết chết rồi, và ta y cũng muốn giết ta đây, hãy bảo vệ cho ta. Thì lúc này Abu Basir trở lại gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì Nabi đã không có ý kiến, và Nabi nói: thật khổ cho ông hỡi Abu Basir, ông đã nhóm lên cái ngọn lửa chiến tranh rồi đó, nếu như ai đó ở cùng với ông. Thì cái lời lẽ đó làm cho ông ta bỏ đi, không hội tụ như Muslimin, cũng không trở về Quraysh ở Mecca, và ông ta đi tìm một cái nơi vị trí nằm giữa khoảng Mecca và Madina. Thì lúc này Abu Jandal cũng đã hội ngộ cùng với ông ta, và tất cả những người Muslimin tương tự như họ hội ngộ cùng với đám người Abu Basir và Abu Jandal, thì họ trở thành một cái nhóm, và từ đó họ tấn công tất cả dân Quraysh hay tất cả những người đa thần nào đi ngang họ. Thì cái điều này làm cho Quraysh nó hoang mang và nó sợ hãi. Nó mới gửi người đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam và nói: này Muhammad, bây giờ chúng tôi đồng ý bỏ đi cái nghị hòa cuối cùng, đó là cái điều khoản cuối cùng không còn nữa, thì ngươi hãy kêu những người Muslimin, những người mà Abu Basir và Abu Jandal, hãy trở về nhóm các ngươi đi, và kể từ nay nếu như ai đó đã là người tin tưởng mà bỏ Mecca đến Madina thì không bắt buộc các ngươi phải trả về cho bọn ta nữa.
hãy giữ nó ở lại bên ngươi luôn đi. Thì chỉ còn lại lúc này ba cái nghị hòa, và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã lợi dụng khoảng thời gian ngừng chiến tranh đó để mà trả qua mọi người xung quanh Ả Rập. Thì chỉ trong khoảng thời gian 2 năm mà số lượng người gia nhập vào Islam nhiều hơn mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã bỏ ra 19 năm trước đây để mà đạo qua.